Ok, hay cho các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Giang Ú đây. Và đây là video cùng chơi game Pokemon Omega Ruby. Ở video trước mình đã thay đổi thành viên thứ 6, đó là mình đổi con cá mập để mà lấy con hải cẩu băng. Và mình cũng đã lấy luôn được cái huy hiệu thứ 7 của vùng Hoenn. Và ở video này thì trước khi đi tiếp mình sẽ làm một việc, đó là mình sẽ lấy đá Mega của con Austaria. Ok, con này thì hiện tại thì chỉ số nó hơi bị thọ một chút, cho nên mình cần đá Mega. Ok, nhận được Altaria này là đá Mega của con chim ấy. Mình sẽ gắn vào cho nó. À, có Mega thì nó sẽ ổn hơn một chút. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Thì ở video trước mình đã nhận được đai đúng không? Đai tức là chiêu lặn. Cho con hải cẩu nó học luôn đi. Cái này là vật lý hả? Ok, cũng được. Hai cái HM the hell. Sub Swagger Body Slam. Ok. Rồi. À, để mình xem Rebel còn bao nhiêu nhá. Còn 18 hả? À, chắc cũng tạm. Rồi, mình sẽ tìm đường để mà kiếm cái hang ở dưới lòng đáy biển bằng cách là mình sẽ lặn xuống phía dưới. À, để mình nhớ coi nó nằm ở đâu. Đầu tiên là mua thêm Rebel đã. Ok, rồi. Chắc là đủ đấy. Thì con hải cẩu này thì nó bơi chậm hơn con cá mập rất là nhiều. Con cá mập thì nó bơi khá nhanh, nhưng mà chịu thôi. Rồi. Thì trainer trên đường này thì mình đã đánh trước rồi, để đỡ mất thời gian. Và mình sẽ đi lấy một vật nữa. Đây, ở đây là có một viên đá Mega, chính là Heracronite, là viên đá Mega của Heracross. Ui, gì đây? À, hình như là lặn xuống đây thì phải. Phải không ta? À, thử xem nhá. Đây, hình như là nó đây. Hình như là chính nó luôn ấy. Lặn một phát đúng ngay luôn hay sao ấy. Đúng rồi, đây chính là cái chiếc thuyền của team Magma nè. Ok, đi phát được luôn. À, oh yeah. Oh, come on. Graveler. Ok. Thôi, giữ cho con điện này ở đầu đội hình luôn đi. Yeah. À, có bạn nói là mình không nên tua nhanh vì xem chủ yếu là xem mình phân tích và bình luận. Ok. Thật chất mình tua nhanh đó là để không bị quá dài, quá nhàm chán thôi. Và nếu như mình tua nhanh như vậy các bạn không thích đó thì ok, mình sẽ không tua nữa và mình sẽ tìm cách không để nó quá dài. Oh my god, quên, nó kháng với hệ điện.
39 hả? Tao cho Cilio xử mày luôn. Đúng, mập ú. Earthquake, what? Ghê thiệt. Lên được. À, Gardevoir đi. Brennan Kid. Xong. Trên đây còn thằng nữa nè. Gì đây? Gone Bad. Richard. Lên đường. Ồ, đây có con đường nữa hả? What? Numo. Oh, man. Trang. Kháng điện the hell man. Lại là do. Có một con thôi à. À đây có một cục đá đây. Bom. Ui nhầm. Oh man. What? Ui. Weezing. Kinh thế nhỉ. Mega Distract. Yeah. Chắc nó cũng không chát đâu nhỉ. Nhiều đường thế. What the hell? Nhiều đường thế nhỉ. À, cái này như là quay ra chỗ nãy đúng không? U. Khoan. Ở đây có giải cái gì đây nè. À, cho cái này qua đây luôn.
À cái này là chỗ ban đầu. Ok, nó thông nhau, mấy cái lỗ này nó thông với nhau hết. À what? À đây. Oh man, sao cái bản này đập đá nó hay đụng quái quá vậy? Mấy bản trước mình nhớ là khi mà đập bể đá hiếm khi nào mà gặp Pokemon hoang dã lắm, bản này như là đập cái nào dính cái đó à. Ok. Ngon. À. Ủa vậy có hai cái đường mà hai cái dòng nước hả? Vậy đi đường nào anh em nhỉ? Đây, hai cái bên kia cũng giống vậy. Ok, mình phải tính toán rồi. À, đây. Ok. Oh yeah. Heh. Mega và Discharge. Lên đường. Năm mốt. Năm hai. Moon Black. 95 sát thương phép. Và đòn này có thể làm giảm cái sức tấn công phép của đối thủ. Ok, ngon. Weezing. À, Weezing hả? Ok, Gardevoir. Mình vẫn chưa Mega của con chim. Lát hồi mình sẽ test luôn. Và thử xem Moonlight là khi mà Mega nó bá cỡ nào. Sái kịch. Ông ơi. Tiến hóa hả? Ủa, chưa hả? Mình tưởng con hải cẩu là nó 40 nó sẽ tiến hóa chứ. Nhiều đường thế. Cái này chắc là cái đường bên kia rồi. Hai cái đều mà hai cái chỗ mà dòng nước xoáy nó đều thông ra cái chỗ này. À ok. À. Úi. À đúng rồi. Phải không ta? What the hell?
Thôi chết cha tôi rồi, nhầm rồi. Ăn shit rồi. Oh come on. À. Đẩy qua bên kia hả? The hell? Khó đi thế. Đây. Tới rồi anh em ạ. Round on. Ủa. Earthquake. Ok. Ủa. Hạ à, dựa xuống đây nữa hả? Khoan. Cho con Amaldo học Earthquake liền. Và ngay. Và luôn. Con này học Earthquake là hợp nhất rồi đó. Đào à, mê tục lo. Bỏ cái crush lo đi. Ngon. Earthquake. Rồi, round on. Thì Maxi sẽ dùng cái Red Orb viên ngọc đỏ ấy để đánh thức round on vậy. Ngại cười khoái chí. The Super Ancient Pokemon Groudon. Rhymo hả? Dạng nguyên thủy đúng không? Oh man, đấu với ổng một trận. Tao. Oh, bắn viên đá mega trên mắt kính luôn. Mega và Moon Blast một hit lên đường em ơi. Hi. Wow, khá đẹp. Đẹp. Weezing. Psychic. Lên được. Robert hả? À, Robert thì để cho Gardevoir đánh cũng được. Nhưng mà thôi, mạng này trip đi. Mỗi con nên có đức diễn, ok. Mà tốc độ của nó chắc cao hơn mình rồi. Con Robert này tốc độ cao lắm. Level quá cách biệt cho nên mình đi trước nó luôn. Camerup căng Camerup. Celio thì chắc chơi không lại. Thử luôn đi, liều luôn. Sập một phát. Con này thì con Camerup thì mình theo mình biết là nó chắc cũng chậm thôi. Oh man. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Hay lắm, X4 em. Này thì đùa. Rim Eater, cái chiêu này thì
thế này thì đối phương phải ra trong trạng thái ngủ mới dùng được, cho nên là thôi không lấy. À, hết hồn chứ em. Ha 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 ha. Rồi, tới lúc dùng Red Orc rồi. Dùng ngọc đỏ để mà thức tỉnh Rodon. Gì đấy? Tabitha. Xin hãy ngừng lại đi Marcy. Ngài không hiểu. Rodon sẽ mang đến sự chấm dứt cho thế giới. Ok. Bây giờ chính đồng đội của ổng ngăn ổng lại rồi. Rồi. What the hell, ông kia chạy luôn rồi. Ông thủ lĩnh team Aqua chạy mất luôn rồi. What the... Rồi, thoát vỏ. Ủa, hình như mình quên mua bóng thì phải. Ok, nó đã chính thức thức tỉnh rồi, Rodon. À, một con khủng long tiền sử, không phải tiền sử nữa, ancient đúng không? Y như khủng long, nó tạo ra dung nham để mà có thể bước đi được trên biển, kinh vãi nồi. Nó sắp tiến vào thành phố rồi. À. Trong bản ruby thì mình sẽ bắt nó ngay tại đây luôn thì phải, còn bản này thì nó chạy đi mất. Rồi, thảm họa đến rồi, ok. Đấy, khi Rodon nó thức tỉnh thì trời sẽ nắng gắt, cực kỳ gắt. Còn con Kyogre thì khi mà nó thức tỉnh thì trời sẽ giông bão. Thời tiết mà, bộ ba thời tiết mà. Ai đây? Ô, Steven à. Tôi sẽ đến Sutobolit. Chúc may mắn. Sutobolit hả? What the? À, Sutobolit. Là ở đây đúng không? Vậy chắc mình cũng phải đến đây luôn rồi. Ok.
ánh nắng luôn chói chang. Rồi, tìm cách vô đây bằng cách là lặn. What the hell, cái gì đấy? Chết trôi à? Ồ, không phải chết trôi mà là thợ lặn. Quá. À, mình tưởng xác người chết trôi. À, con này tiếng hóa mega cũng đẹp nha. Vẫn không chết được nó. Ồ, không. Wow. Nó dùng hệ tiên đánh mình. Không, mình đánh luôn đi. É ho. Ok. À, dưới nước thì nên để cho Magnetric đứng đầu đi. Chắc là tụi ở dưới đây toàn là dùng con nước không à. What the hell? Love stick. Còn trainer nào không? Kiếm trainer rồi vô luôn. Ok. À đây, thêm một đứa chết chòi nữa đây. À, dưới đáy biển mà cũng có Gen, trong khi bản trước là không có nha anh em. 57 Sky Uppercut. What? 85 sát thương hệ giác đấu. Wow, Sky Uppercut. Bui cấp. Bỏ bui cấp hả ta? Bỏ bui cấp. Uppercut tức là cái đòn mà đấm móc lên vậy nè, của dân boxing á. Bạn nào mà có chơi Street Fighter đó là so you can. What? Lantern. À rồi, Lantern mình nhớ rồi, con cá điện đúng không? À, con cá phải cá điện mà con này nó hấp thụ điện. Điện không có tác dụng. Wow. Lên đường. Rồi, còn thằng chết chơi nào không? Ồ đây, thêm đứa chết chòi nữa đây. À, nguyên con cá voi chà báo lửa. Con này thì máu nó hơi trâu cho nên mình mega luôn đi. Máu nó trâu lắm. Ok.
ok, chắc là hết rồi đấy. Mình vô thành phố luôn. Mình tìm được cái hang rồi. Đây. Ok, đây sẽ là thành phố lấy huy hiệu cuối cùng. Và mình sẽ lấy trong video sau ở và video này của mình cũng sẽ ngừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy chia sẻ video này đến cho bạn bè. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với Giang Ủa Gaming thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Oh yeah.